Bà vào đây nằm thử tí bà. Bà cứ nằm đi, nó không cắn đâu. Cậu phải cho mình cái chế độ nó nhỏ nhất nhé. Đấy, nó đang nằm ở đằng sau gáy này. Ở đằng lưng này. Đây, ở đằng sau gáy này đang nằm này. Có hiện tượng gì không bà? Ở tay ấy. Hay là bà say xe rồi sao? Bà như mình đi ô tô hay đi xe máy là hay bị say lắm. Bà say rồi, bà say rồi. Say xe. Mới bật máy lên một chút chưa kịp hoạt động bà đã say rồi. Thích nhỉ? Nhảy ra làm sao được à? Cứ ở đấy nhá, ôm nhau đi. Quạc 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 quạc. Lần đầu là mẹ trẻ con trêu con nó tức rồi. Na Su, ông Quyên Phúc trêu con nó sợ nó tức lên đây. Đấy, lần đầu là mẹ trẻ con đấy, khổ không nhỉ. Chả ra gì cả Phúc ạ. Tưởng nó bạn à, tưởng nó bạn à Phúc. Phúc, tưởng nó bạn phải không? Ừ? Hấp vừa đấy, tạm được không ạ? Cầm cho bố cái rổ ra ngoài này. Mình chào tất cả các bạn nhé. Thời tiết miền Bắc mình mấy hôm nay nó rất chi là nóng. Thế nhưng mà may quá hôm qua là đã có một cái trận mưa rất chi là mát rồi. Ở phía bên này đây là một cái tấm để mà mình che bẻ ếch những cái ngày nắng nóng này. Nhưng mà hôm nay mát trời thì tranh thủ mình nhấc cái tấm che này ra để mà mình thay nước cho ếch. Đó, và tiện hôm nay này cho các bạn thăm luôn xem là cái số lượng ếch vừa rồi mà mình ghép sinh sản ra nó được bao nhiêu con nhé. Và bây giờ nó lớn như thế nào. Cái lần mà thay nước này ấy, thì là mình sẽ cho nước nó giảm đi một chút. Chứ nước đầy như này là sao con ếch nó không ăn được. Đây những con ếch con của mình đây các bạn này. Đấy, vừa rồi là nó đã cụt hết đuôi rồi. Những con cụt đuôi rồi, bây giờ là nếu như nước cao quá ấy, là nó sẽ không ăn được. Rồi nó cứ lổi lành bành suốt. Thì mình muốn là rửa cái bể này đi rồi là cho nước lại vào. Nhưng mà mình sẽ cho nước ít hơn đợt trước một chút. Để mình hớt cái bèo đi trước đã. Hớt bèo đi sau đó là mình mới rửa được bể. Chứ không bây giờ bèo lớn ở đây là mình không rửa được. Đây. Ấy con ếch kìa. Đâu có ếch đâu. À đây, sót cả mấy con ếch vào đây. Con này còn chưa cụt đuôi hẳn này. Đấy, đấy gọi là con ếch lai, anh nhầm, lòng lọc lai ếch. Lòng lọc lai ếch. Ui, con dám kìa bố ơi. Ừ, cả nó. Gần nửa tiếng cò kỵ và thay nước thì bây giờ cái bể mình đã sạch sẽ rồi các bạn này. Đó, nước mới mình đã cho vào rồi. Và tiếp theo đây sẽ là một cái tấm bè để cho ếch nhảy lên. Hái xa. Ây, còn sang vế bên này. Vế bên này là những chú ếch mà mình vừa lọc ra từ cái bèo đấy các bạn. Mình vừa lọc ra mà mình vừa đếm thì tổng số ếch mà mình ghép sinh sản đợt vừa rồi nó lở ra là được gần 200 con. Mình ước lượng là nó tầm nó khoảng 170 con đấy. Mình đếm thì nó không được chuẩn lắm, thế nhưng mà nó chưa được 200 con. Và nó cũng tầm nó khoảng 170 đấy. Bây giờ thì mình sẽ đổ xuống đây nhé.
Ở những con ếch này của mình thì có những con thì nó đã cụt đuôi hoàn toàn rồi, và có một số con thì đuôi nó vẫn còn khá dài. Những con đuôi dài thì mình nghĩ là chắc là những con nó lở sau đấy, cho nên là nó sẽ phát triển chậm hơn là những cái con mà nó lở trước này này. Nhưng mà như thế này là cũng ổn rồi. Ngày xưa lúc mình mua bố mẹ nó về thì là mình mua 400 con ếch con. Thế nhưng mà bây giờ thì là nó đẻ ra cho mình được thành nhà 200 con nữa này. Đây, bây giờ để mình đổ ra đây nhé. Bây giờ mình không cần phải cho bèo nữa các bạn. Bây giờ mà cho bèo vào là sau ếch nó không ăn được cám ấy, bởi vì cái bèo với lại cái cám nó lẫn lộn vào nhau thì con ếch nó không nhìn thấy cám. Đây đây đây. Ôi, nó đang nằm ở đây, nó có cái chân nó bám rất là tốt nhá. Đây. Đây đây đây. Ôi, nó bám chặt lắm. Đây. Vẫn còn sót mấy con nữa này. Đấy, oai. Rồi còn sót mấy con này sau nào mình nhỉ? Lấy tay mình vớt nó xuống vậy. Oai. Nhìn như là cái con nhái các bạn nhỉ? Nhìn như là con nhái nhưng mà nó là con ếch đấy. Tí nữa nó lớn lên, không biết là cái thế hệ sau này mình nuôi nó có được đẹp như bố mẹ nó không. Bố mẹ nó thì mình gọi là hàng ô đây nó nhảy hết lên đây này. Nếu bố mẹ nó thì mình gọi là hàng ếch F1, ếch giống đúng không? Còn con này thì mình gọi là hàng ếch F2 mất rồi. Nó không được đẹp như là bố mẹ nó nữa. Thế nhưng mà các bạn cứ chờ mình đi, để mình chăm sóc sau này liệu nó có lớn được đẹp như bố mẹ nó ngày xưa mà mình mua về hay không. Đấy, cũng nhiều phết đây này. Đấy, những con nào có chân thì nó sẽ ngoan đi trên mặt nước. Còn con nào mà nó chưa có chân thì nó lại bơi ở dưới nước như thế này. Đấy, chưa có chân thì nó thở bằng mang. Còn nếu có chân rồi thì nó sẽ thở bằng mũi. Wow, thích phết. Tự tay mình nhân giống ra được ếch sinh sản đấy. Giờ bây giờ mình sẽ cho nó tí cám để nó ăn nhé. Mình chào hai cậu nhá. Hai cậu đỗ xe đây rồi và mình uống nước. Vừa thay xong cái nước bể ếch ấy các bạn à. Mình vòng ra ngoài này nhận được cuộc điện thoại của nhà xe chuyển tới. Chả là cái thời gian vừa rồi công việc của mình cũng khá bận thì mình hay có cái việc mà phải đi ra khỏi nhà ấy, thì bố mẹ mình ở nhà là phụ giúp mình rất nhiều cái công việc, ví dụ như chăn chim hay là cho chim ăn uống các thứ ấy. Thì hôm qua mình có lên trên phố mình rút một chút tiền YouTube thì là hôm nay mình dành gần như là cái số tiền YouTube đó hết để mà mua biếu bố mẹ một cái chiếc máy massage các bạn ạ. Đó. Thì nói chung là cái chiếc máy này nó cũng khá to, mình mua về để phục vụ cho cả gia đình nhưng mà mục đích chính là dành cho bố mẹ với lại cho cụ nữa. Bố ơi, con mua máy massage thật đây này. Không lọ mình bảo bố không tin. Mẹ đâu rồi? Bỏ mẹ ra đây. Thì đây các bạn, để cho cậu ấy khiêng xuống giùm mình xong đó nè. Để cậu ấy khiêng vào trong nhà lắp đặt nhé. Mình có phải phụ tay gì không cậu? À không cần à? Ờ. Đây chiếc ghế massage này các bạn. Thế nào? Mẹ có thấy con to hoành tráng không? Nó to như là một cái giường làm một đấy. Chắc là cậu lắp ở sân này sau khi vào hay là cho ở trong nhà, lắp ở trong nhà? Anh lắp đấy đúng không? Mình chắc để trong phòng khách cơ, à trong phòng ngủ cơ. Thì mình em sẽ bóc ở đây, không ở bên à? Hoặc là không thì để ở đây cũng được. Vâng, ý là tùy như mình. Rồi, ok. Lấy đấy, đồ để bây giờ cậu ấy sẽ tháo ra rồi lắp cho mình nhé. Một chiếc ghế màu vàng các bạn ạ. Wow. Bà đang nhìn nó lạ lạ. Bây giờ thì để hai cậu ấy giúp mình khiêng vào trong phòng của bố mẹ nhé. Wow, cái màu da này là mình thích nhỉ. Mình thích cái màu da này bởi vì là nhìn nó sang trọng. Wow, cái màu trắng này. Màu trắng này năm ai bẩn chết. Mình có cần phụ tay nữa không? Cũng nhẹ nhỉ, không nặng lắm. Có cần thì để mình nhấc cái cửa ra là đấy. Vừa, may ra là vừa.
Nhấc cái cánh cửa ra là ok. Đấy, để theo cái hướng đó nó hợp lý đấy. Bà vào đây nằm thử tí bà. Ở chiếc ghế thì các cậu đã lắp xong giúp mình rồi các bạn ạ. Ở trong phòng này thì vừa nãy là mình có chuyển đồ đi cho nên là nó hơi bề bộn một tí. Đây, cái máy đã cài đặt xong rồi. Bây giờ là bà thử luôn. Bà cứ làm đi, nó không cắn đâu. Đấy là cái cầu chì, chắc là để... Bây giờ là vào làm cái kiểu gì cậu nhỉ? À, cậu hướng dẫn bà hộ mình này. Để bà đợi tí để cho cái ghế nó hạ sẵn hẳn xuống đã. Bà quay lưng lại đây các con, bà quay lưng lại. Rồi xong bà vào trong. Xong rồi. Ôi cái ghế này so với bà nó dài thế nhỉ. Đấy. Rồi bà đạp lên. Đây là cái chỗ để chân này, khu vực này là massage chân này các bạn này. Bà làm bằng xuống giúp con. Cậu phải cho mình cái chế độ nó nhỏ nhất nhé. Nhỏ nhưng mà em nói bằng trước cho anh là bà giờ thịt ít rồi. Xương nó nhiều, bây giờ mình nếu mà muốn bà cho bà ngồi êm anh phải kê một cái chăn mỏng dưới lưng bà nữa. Cho dễ chứ bây giờ thế, như bây giờ là thế bây giờ thì có cần kê luôn không cậu? Bây giờ cứ thử cho bà đấy anh ạ. Cứ thử cho bà. Đau thì mình kê. Không đau thì rồi mình hiểu rồi. Bà cứ làm vậy nhá. Đấy. Đấy là cái chế độ gì chưa cậu? Đây em mở máy thôi. Mới mở máy thế à? Ừ. Đấy, đây là cái khu vực của massage tay này các bạn này. Trông bà làm như là làm ô tô. Bà biết làm sao? Cái đấy đau hay gì không ạ? Đấy, nó đang năn rồi bà. Có thấy khó chịu không bà? Đấy, nó đang năn ở đằng sau gáy này. Ở đằng lưng này. Đây, ở đằng sau gáy này đang năn này. Có hiện tượng gì không bà ở tay ấy? Có chứ, hay là bà say xe rồi sao? Bà nhà mình đi ô tô hay đi xe máy là hay bị say lắm. bà say rồi. bà mình say cậu. Bây giờ cậu hạ xuống để bà đi xuống. Bà say. Say xe. Mới bật máy lên một chút chưa kịp hoạt động bà đã say rồi. Đây để con đưa bà sang phòng. Nó đưa ngửa lên ngửa xuống. Nó ngửa lên ngửa xuống nó tròng trành. Nó bóp vào lưng rồi. Bây giờ mình đang làm thử các bạn ạ. Mình hỏi cậu ấy bảo cái máy này có điều khiển giọng nói không thì có. Cậu thử điều khiển cho mình bằng giọng nói một chút nào. Xin chào. Chào bạn. Đấy. Toàn thân. Ok. Đấy là mình nói cho chuẩn khẩu rồi. Lệnh 17 câu khẩu lệnh trong này. Cái loa nó phát ra từ chỗ này các bạn ạ. Cái khẩu lệnh của nó là nó sẽ đến các bài đó cho mình luôn ạ. Ai chào đúng không? Đúng rồi. Cái đầu tiên lúc nào cũng phải xin chào nó trước. Dạ. Đấy, cái này mà mình nói cái hỗ trợ giọng nói, trường hợp mình không bấm trên này mình có thể điều khiển sang giọng nói cũng được. Đấy đấy. Ui nó bóp cái chân cũng mạnh phết đấy. Vâng, đấy nó sẽ theo từng các bài một, nó sẽ kết hợp giữa tay và chân này. Con nằm dưới này cho nó bóp. Nó bóp lên mông đúng không? nó bẻ xương. Mày ép cái đầu ở đâu? Đây nó đang bóp cái đầu này. Hai cậu đếm hộ mình cái. Hôm qua là mình đặt cọc trước 1 triệu rồi. Đấy thì hôm nay mình gửi cậu là 27 triệu.
bên mình lại được tặng một cái máy đo huyết áp. Máy đo huyết áp giờ. Ờ thế mình cảm ơn cậu nhé. Máy đo huyết áp. Cái gì ông nhỉ? Còn một cái túi ở đấy. Mình cảm ơn hai cậu nhé. Thế nào? Cái cảm giác của Ngọc Mai thế nào? Phê lắm. Ngọc Mai lúc nãy nằm ở trong cái ghế này thì là chân nó không tới cái phần này các bạn ạ. Thì bây giờ bố mình đang làm thử đây này. Đây là cái chiếc ghế mà mình cũng đã định mua lâu lắm rồi. Thế nhưng mà hôm nay thì mình mới lại dám mua các bạn. Thực sự là mình mới gọi là dám mua bởi vì nó cũng khá đắt tiền đấy. 28 triệu đấy các bạn, 28 triệu. Thì như mình cũng đã nói ở trong rất nhiều video rồi ấy, thì người phụ giúp mình cái công việc mà chăm sóc động vật ấy, những cái lúc mà mình bận ấy, thì có bố mẹ mình là người mà phụ giúp mình cũng rất nhiều. Nói chung là không có bố mẹ ở sau lưng thì mình cũng không làm được cái công việc của mình nó tốt như ngày hôm nay đâu. Thì một chút quà mình mua để gửi tặng bố mẹ. Cái máy này thì mình mua là cái máy đa năng, tức là có thể sử dụng được cho rất nhiều người, từ người cao tuổi cho đến người trẻ tuổi đấy các bạn. Thì không phải là mình mua để phục vụ riêng ở vấn đề xoa bóp cho bố mẹ đâu, mà có cho cả cụ nữa. Thế nhưng mà cụ thì kiểu cụ mình bị say xe, nằm ở đây kiểu lúc nó lên nó xuống là sau cụ bị say. Thế bây giờ cụ đang nằm ở bên giường rồi. Chắc là cụ sợ không dám ngồi lên cái ghế này nữa rồi. Nhưng mà Ngọc Mai với này bố mẹ mình thì dùng được. Đây, nó đang bóp từ các cái chân, các cái khe kẽ, các bóp thứ. Chân bóp mạnh. Ở chân này nó có cái túi hơi các bạn, nó bơm hơi vào đây rồi nó bóp chân mình. Đây, ở đằng sau lưng này thì nó có những cái quả đấm, nó năn từng hồi một. Nói chung là tùy theo từng cái chế độ. Thế ở đây nhá, sau con trông ông trông bà lúc nào mà đau quá thì con dìu ông bà dậy. Chân nó bóp ai? May là chân con trông ngắn nhé, con là con đồng. Chân này một cái ống đồng ống gai mà nó bóp thì gãy. Gãy được. Bóp mạnh lắm. Bóp mạnh. Cảm tưởng nó ép chặt lại. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ui, lặng phết nhỉ. Rồi, ok. Vừa lắp xong cho bố mẹ cái ghế nằm ấy thì anh thợ hàn xì cũng đã trở tới cho mình cái chiếc máy ấp trứng đà điểu. Đây là cái máy ấp trứng đà điểu mà cái anh ở dưới Đông Anh trại chim đà điểu anh ấy tặng mình cái máy ấp này ấy. Thì lúc tặng về nó hơi cũ một chút và mình cũng đã nhờ anh thợ hàn xì anh ấy sửa sang lại cho mình, hàn lại cho nó chắc chắn rồi thay chân rồi xong cái đó là mình về mình đánh lại này. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy này, nó rất chi là mới. Và hôm nay thì mình sẽ ấp cái quả trứng đầu tiên ở trong cái máy này. Cái quả trứng đầu tiên nhà mình thì nó chỉ có một quả thôi. Cái quả đấy là cái quả đẻ cuối cùng ấy. Để bây giờ mình sẽ lấy xuống nhá. Quả này thì là mình cất ở trong nhà này này. Bởi vì ở trong cái góc này là cái nhiệt độ nó thấp ấy. Cái con đà điểu này là cái nhiệt độ ấp trứng của nó rất là thấp. Cho nên là mình để bên ngoài nó nóng quá nó sẽ bị hỏng mất cái trứng này đấy. Đây, trời lại nắng rồi. Để mình cho vào đây. Một cái máy này thì có thể ấp được đến 50 quả có thấy chưa? Nó đang bị nghiêng. Bây giờ mình sẽ cấm điện vào nhé, cấm điện vào để cho nó xuôi lại cái gì nhỉ, cái bàn này. Ừ, công tắc điện đây, à đây. Đấy. Đấy, máy bắt đầu chạy rồi đấy. Ôi, có đèn sáng này các bạn này, cái đèn này là để, ui, sờ đây hơi tê tê nhá. Hơi tê tê, ôi nó hơi chạm mát một chút. Đây, cái máy bắt đầu chạy rồi, bây giờ mình sẽ ấn cái nút này này. Ấn cái nút này là để cho cái khai đảo nó hoạt động này. Đây, nhìn cái bảng mạch nó đã mới hơn đấy các bạn nhỉ. Đấy, hãy kiểm tra quạt hút này. Đang đảo này, đang đảo lên, kiểm tra. Đây, để mình xem nào. Ở đây cái máy nó đang quay đi các bạn này. Đây, máy nó đang quay cái dàn đảo đấy. Cái dàn đảo này là có thể chứa được 50 trứng. Ây da da, to phết đấy. Đây mình đứng xa cho các bạn nhìn cho dễ này. To chưa? Đây bây giờ cái khay đảo này nó sẽ hạ thấp xuống để ngang bằng, sau đó mình sẽ đặt cái trứng lên. Sờ đây nó hơi tê tê á. À đâu, không phải. Sờ bình thường mà. Something.
À đúng, trứng chĩ thật. Trứng chĩ của mình hôm nay nó đẻ về chiều các bạn này. Đây, quả trứng chĩ này. Mình vừa gì nhỉ, cho cái quả trứng đà điểu vào trong cái máy ấp ấy, thì mình vòng ra ngoài này và mình thấy có một cái quả trứng chĩ ở trong chuồng. Mình ra nhặt ngay, không là cái con chĩ con nó mổ vỡ mất. Ở lúc nãy ngồi rảnh ấy, mình có check cam các bạn ạ. Và mình thấy là trào màu bạch của mình hôm nay cả hai tổ nó đều xoáy rồi. Tức là nó đang cảm giác để nó cuốn vào tổ rồi đấy các bạn. Ờ, thế là chứng tỏ là không phải là vừa rồi là tại nhà mình ồn ào hay là gần chuồng mình bịp mà do cái con bạch tạng nó sợ đâu. Mà mình nghĩ thế này này, hôm nay trời mưa nó mát trời ấy, nó mát trời từ sáng. Cho nên là hai con trào màu bạch cả hai chuồng nó đều cuốn tổ như vậy hết. Còn thì mọi hôm là thời tiết nó nóng ấy. Đó, mình đang nghi là cái mái của mình này nó vẫn bị nóng, kiểu như không khí bên ngoài nó tràn vào ấy. Bên trên là cái nắng nó dọi thẳng vào này. Đấy, tuy là mái chống nóng nhưng mà nó vẫn bị kiểu như nó bí nhiệt ấy. Thì mình đang tính thế này, cái khu vực này của mình dọn dẹp sạch sẽ rồi, mình muốn là mua một ít cây về trồng ở đây, cái cây ăn quả ấy. Mình trồng hết vào trong cái hàng này, rồi xong đó là mình mua cái lưới đen để mình che bớt bên trên kia nhé. Hy vọng là có thể là làm giảm nhiệt độ cho những ngày nắng nóng thì cái con trào bào bạch của mình nó sẽ sớm sinh sản hơn. Đó, đó là cái lý do chính mà mình nghĩ rằng là cái con trào bào bạch nó chậm sinh sản là như vậy đấy. Chứ không phải là chất lượng chim và cũng không phải là do cách mình chăm sóc đâu, mà là do tại cái chuồng của mình nó chưa chuẩn thôi. Bây giờ thì trước khi trồng cây này mình đi mua cái bạt đen về trước đã. Mua đặt bạt đen về mình che trên kia. Còn cái trứng này mình cất vào đây này. Đó, trong này là cái chỗ mà mình để dành trứng để lúc nào nhiều mình ấp một thẻ. Đây. Công đợt này nó không đẻ mấy, chĩ thì nó đẻ liên tục. Rồi, để mình đi mua bạt luôn. Cháu chào chú. Chú ơi, có lưới đen khổ 4 mét không? Chú để cháu lên 12 mét. À đây. Ở đằng này của con là có vẻ nó chồm hơi nhiều này. Cho lên một tí luôn nhỉ. Đấy, tầm này nó vừa đẹp đây này. Rồi, cái lưới đen nào mình đã mua về và mình trải lên chiếc mái này rồi. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, toàn bộ cái mái của mình đã phủ một cái lớp lưới đen. Ở đầu tiên mình nghĩ như thế này, nếu như mà mình trải như này độc sợ là cái màu đen này nó lại hấp thụ thêm nhiệt ấy, thì nó sẽ làm cho cái mái của mình trở nên nóng hơn. Thế nhưng mà mình hỏi chú bán rồi, chú bảo là rất nhiều nhà cũng đã mua cái này về để trải vào cái tôn mà không chống nóng ấy, thì nó cũng giúp giảm nhiệt độ đi rất nhiều. Cho nên là chú ấy bảo là cái này về dùng được. Mới lại vào cái mùa này là rất nhiều người mua cái bạt đen này về để sử dụng ấy, thì là mình thấy hợp lý quá. Đây, mình đã trải hết rồi. Còn thiếu một tí này nữa thôi, thì ở về bên này là mình không nuôi con gì ấy, mình chỉ nuôi ít chuột lang thôi, thì nó cũng không cần phải là quá. Mới lại chuồng chuột lang nó rộng, không cần phải quá che đâu. Đây. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy viên gạch mình kê đệm hết tất cả các đầu này lại, buộc cho nó chắc chắn để gió thổi khỏi bung nhá. Như thế này thì mình yên tâm rồi. Còn cái việc cây ở dưới này ấy, thì cái cây trồng thì không thể nào mà ngày 1, ngày 2 mà được luôn được. Mình sẽ mua cây giống về để trồng sau. Đấy, cái cây giống trồng thì mình cứ gọi là trồng năm nay thôi, nhưng năm sau thì chắc là mình có tác dụng đấy. Thôi cũng kệ nó, không sao đi. Còn cái cửa này nữa, bây giờ khả năng là mình muốn mở tung cái cửa này ra để cho gió nó thổi vào ấy các bạn. Nếu mà cứ che như này ấy, thì nó kín, thế nhưng mà nó lại bí. Đấy, mình cũng đoán ra rồi, chim của mình là không phải là do ồn ào quá mà nó không sinh sản được, mình nghĩ là do nóng. Thì bây giờ mình bỏ nó ra nhé, bỏ ra để cho nó mát, rồi là cái việc ồn ào thì mình cũng sẽ hạn chế nếu mà có ai mà vào đây thì mình hạn chế ra khu vực này. Đó, thì khả năng cao là nó sẽ dễ sinh sản hơn. Bây giờ thì đây, ví dụ mình kéo một cái này ra này, để mình kéo hết bạt ra cho các bạn xem, nhìn nó thoáng rất nhiều. Đúng ra là mùa hè là mình phải lên mở như thế này nó mới hợp lý này các bạn này. Đấy, cái các cửa chuồng của mình là mình đã đều che bằng bạt đen hết rồi. Mà tại sao mình lại phải che thêm một lớp bên ngoài nữa làm gì cho nó bí ra, đúng không? Cứ để cho con chim nó quen với con người đi, nó quen với cái môi trường sống của mình đi. Mình cứ giữ gìn nó quá, mình cứ cẩn thận với nó quá, có khi nó lại khó đấy. Đây, như ui yến phụng của mình này, mình cứ để thông thống này, nó vẫn đẻ son son cả chứ. Những con chim của mình làm cái chuồng ở ngoài AV, ngoài đồng này, nó vẫn đẻ son son cả. Mà tại sao mình cứ be bịt kín như vậy mà nó không đẻ được? Chắc là do nóng quá, nó bí quá đấy các bạn. Đấy, mình đã làm xong xuôi hết rồi. Chúng ta cùng chờ kết quả nhé các bạn nhé.